Rồi nó mình đặt sách ra giùm con hả? À, hôm nay nó mình sẽ ghi phần số 1, 2 của test 1 nha. Nó sẽ ghi lại cho cô nha. Đầu tiên là các bạn chuẩn bị cho cô tờ giấy này ha. In rồi đúng không? Ghi cho cô tên nè. Số mình phải đi ha. Ghi cô lớp và lớp cơ bản tối 2 tới 6. Còn đứa nào mà không in kịp á thì chuẩn bị một tờ giấy trắng. Đánh cho cô số thứ tự từ 1 tới 31 trước cho cô. Có tờ giấy này thì điền vô đây luôn, tô vô luôn ha, là 1A, 2B gì đó. Còn nếu không có thì chuẩn bị tờ giấy trắng, đánh số thứ tự từ 1 tới 31 để tiếng nữa mình nghe, chọn đáp án 1A, 2B gì đó, thì nha. Rồi, sau đó lật cho cô sách nghe ra, để sẵn cho cô cái này ha, lật phía trước. Mình sẽ nghe lại, tại vì các bạn nộp bài cô hết rồi và các bạn nghe cũng khá tốt rồi. Nhưng mình sẽ hoàn toàn nghe lại, không nhìn phần lời thoại gì cả nha. Mình nghe lại những cái đề thi tập gì đó, mình nghe để coi mình có hiểu được cái nội dung hay không, mình có nhớ được từ vựng hay không. Rồi các bạn nhận đáp án như cô 1A, 2B gì đó. Rồi tiếng nữa nghe xong thì cô sẽ cho các bạn chốt đáp án lại. Còn bây giờ trước mắt các bạn sẽ nghe và điền vào tờ giấy cho cô 1A, 2B gì đó, được chưa? Phần số 1 thì cần phải nhìn hình đúng không? Còn phần 2 thì mình không có gì để coi cả, được chưa? Rồi bắt đầu nha. Bắt đầu cho cô nha, nghe nha. This audio program has been produced by YBM. All rights reserved. Listening test. In the listening test, answer C and mark it on your answer sheet. Now, part one will begin. À, bật cam lên em. Bật cam lên để cô con các bạn có nghe không chứ? Tất cả bật cam lên. Tắt micro nhưng bật cam lên. Nhanh lên. Tắt micro nhưng bật cam lên. Đấy. Rồi bật cam lên, nhanh lên. Rồi tập trung nghe nha, nghe phần số 1. Quan trọng là nghe, hiểu nha. Bắt đầu. Number 1. Look at the picture marked number 1 in your test book. A. He's planting some grass. B. He's painting a fence. C. He's working on a machine. D. He's moving a container. Number 2. Look at the picture marked number 2 in your test book. A. She's pushing a shopping cart. B. She's removing her glasses. C. She's putting some bags on a shelf. D. She's looking at some packages. Go on to the next page. Number 3. Look at the picture marked number 3 in your test book. A. The woman is carrying some food. B. The woman is wiping off a table. C. The man is talking to a server. D. The man is picking up some silverware. Number 4. Look at the picture marked number 4 in your test book. A. She's holding on to a handrail. B. She's bending down to tie her shoe. C. The entryway is blocked off. D. The stairs are being fixed. Number 5. Look at the picture marked number 5 in your test book. A. The curtain has been closed. B. Some photos are displayed on a desk. C. A travel bag has been set on a chair. D. A light is hanging from the ceiling. Number 6. Look at the picture marked number 6 in your test book. A. A man is walking along a path. B. An outdoor area is crowded with people. C. A man is removing his jacket and hat. D. A walkway is lined with benches. Rồi, phần số 2 này là mình sẽ không có gì để nhìn ha. Thì âm thanh tốt nhất để cô sẽ xem thanh cho các bạn ha.
Màn hình không có gì để nhìn hết nha. Phần này không có gì để nhìn cả. Bật cam lên ha để cô quan sát tụi em, để coi các bạn có nghe hay không. Go on to the next page. Part 2. Directions. You will hear a question or statement and three responses spoken in English. They will not be printed in your test book and will be spoken only one time. Select the best response to the question or statement and mark the letter A, B, or C on your answer sheet. Now, let us begin with question number 7. Number 7. Why were you late for work today? A. It's on my desk. B. Because I got stuck in traffic. C. Later this afternoon. Number 8. Where's your apartment building located? A. Not very often. B. 20 floors. C. On Fifth Avenue. Number 9. Which flavor ice cream would you like? A. Yes, in a bowl. B. I'll take chocolate, please. C. The booth over there. Number 10. Who's going to pick up Pablo from the airport? A. A driver will pick him up at 12. B. They're my favorite airline. C. At the baggage claim. Number 11. Where's the train station? A. I always listen to that radio station. B. An informative training session. C. Right next to the university. Number 12. When will the cleaning products be delivered? A. By truck. B. In 2 days. C. A manufacturing plant. Number 13. We haven't received the electric bill yet, have we? A. Sure, I'll turn it on. B. No, not yet. C. A credit card. Number 14. How did you enjoy your stay? A. I had a great time. B. About 7:30. C. He left it at work. Number 15. Who won the Employee of the Month award? A. My dinner was delicious, thanks. B. Just a few minutes after 3 o'clock. C. It still hasn't been announced. Number 16. Do you want me to reserve a ticket for you? A. I can't say that I have. B. A higher ticket price. C. Yes, I'd appreciate that. Number 17. Does your bus stop by the construction site? A. Oh, I'm going by car. B. A new building company. C. Did you go on Tuesday or Thursday? Number 18. There's a discount on this stove, right? A. No, I sell kitchen appliances. B. He's an excellent cook. C. Yes, it's 25% off. Number 19. Could you show me where the electronics department is? A. The show starts at 8 p.m. B. Replace the batteries. C. Sure, follow me.
Number 20. What's this shirt made of? A. In Spain, I believe. B. Let me check the label. C. It also comes in blue. Number 21. Will the social media workshop end before 6 p.m.? A. No, the late shift. B. The schedule's online. C. I only read newspapers. Number 22. Which suitcase do you like better, the yellow one or the red one? A. It's an annual conference. B. The yellow one is a good size. C. I should book my flight soon. Number 23. The parking area in front of the warehouse is being closed. A. There's more spaces in the back. B. Here's an extra uniform. C. No, just open the boxes. Number 24. These shoes look nice, don't they? A. I think you should try this pair instead. B. The clothing store near my house. C. Yes, it was nice to meet her. Number 25. Let's leave early for our lunch with the clients. A. I still have a lot to do. B. A different menu item. C. No, I haven't met him. Number 26. When will you sell your property? A. There's a sale at the supermarket. B. Yes, we liked it. C. We don't have a real estate agent yet. Number 27. These business cards are attractive. A. Office is open at 9 a.m. B. Yes, the design is professional. C. No, the keys are the same. Number 28. How long does it take to become a plumber? A. It happened last week. B. A price estimate for metal pipes. C. Are you interested in training for that job? Number 29. Don't we have an extra table in the supply closet? A. We're using it for the holiday party. B. Yes, you can close it. C. Maria just ordered more paper. Number 30. Where should I go when I visit New York? A. Every month. B. To the Botanical Gardens. C. $20. Number 31. Has someone booked a room for today's budget meeting? A. I really enjoyed the book. B. Did you turn off the equipment? C. The meeting is tomorrow. Rồi, cô đọc đáp án nè. Kiểm tra lại nha. 1C, 2D, 3C, 4A, 5C, 6D, 7B, 8C, 9B, 10A, 11C, 12B, 13B, 14A, 15C, 16C, 17A, 18C, 19C, 20B, 21B, 22B, 23A, 24A, 25A, 26C, 27B, 28C, 29A, 30B, 31C. Rồi sau đó các bạn sẽ đếm
số câu sai của mình. Ví dụ ha, em đếm em sai bao nhiêu câu, ghi ở đây cho cô. Ghi sai 5 câu thì ghi 5 trên 31 đi nha. Đó, rồi cứ như vậy đó, rồi nộp lại bài cho cô ha, nộp vào group á. Sai bao nhiêu câu ghi vô, 5 trên 31 hay là 2 trên 31 hay là 0 trên 31 gì đó, rồi nộp bài cho cô. Rồi sau đó các bạn làm sức nghe đây ha. Rồi đọc từ vựng lại với cô nè. Đọc bài nghe trước đi em. Sao mới có hai đứa vậy? Bài nộp bài đi em. Cô đã dặn là phải học bài từ vựng ở nhà trước nha. Nghe xong rồi không phải nghe xong cái là xong. Mình phải học lại từ vựng trong cái bài nghe đó nữa. Rồi nộp bài đi ha. Tiếp cô sẽ coi từng đứa một ha. Rồi bây giờ sẽ ôm từ vựng lại với cô nè. Đầu tiên hành động em đi trồng cây nha. Hành động planting ha, là trồng cây. Thông thường trong đề em á, có thể là trồng cây là gì? Trồng cỏ nè, grass là cỏ nha. Rồi trồng cây, tree, plants hay là trồng hạt giống gì đó. Nói chung là trồng trọt là chữ planting. Ở nhà là ghi tiếng Anh, tiếng Việt tương đương như cô luôn nghe chưa. Rồi còn sơn cái hàng rào, thường thường là sơn gì? Ok Quang, sơn thường thường sẽ là sơn sơn nhà, sơn tường, để họ sơn cái hàng rào nha, fence hàng rào. Và cô Si, đáp án đúng là cô Si. Ông ta đang làm việc cùng với lại machine là máy móc. Còn cái từ container này của cô không phải là xe container mà là cái thùng hàng của người ta nha. Cái thùng hàng, được chưa? Rồi đọc nghe lại nè. Mình có tới 3-4 câu rất là lâu, mình tập trung vô. Trồng trọt nè, planting. Planting. Rồi, hàng rào nha, em fence. Fence. Fence một âm thôi nghe nha. Máy móc nè, machine. Machine. Sing nha, machine nha. Cho cô thùng chứa hàng, container. Container. Container nhưng mà đây của mình là thùng hàng nha. Câu số 2 đáp án đúng của em là gì đây? Đáp án D. Cô này cô đang xem một số những cái bao bì đã gói hàng nè. Packages là gói hàng cho cô. Cái này em nhớ cái từ pushing là từ đẩy. Nhưng cái từ shopping carts em phải thêm chữ T vô cho cô nha, nó là xe đẩy nha. Em ghi chữ car không thành xe hơi sao? Shopping carts, xe đẩy hàng. Được chưa? Và cuối cùng cô B, removing glasses là tháo mắt kính, chứ không dịch là di chuyển mắt kính nha. Removing là tháo, là cởi ra. Glasses mắt kính dùng cô. Và cô C là đặt túi lên cái kệ. Shop là cái kệ lên quầy hàng của mình. Vậy thôi. Và cô nghe ha, C đẩy hàng. A shopping cart. Mấy đứa kia đó không có chịu đọc ạ. Rồi tháo mắt kính ra là removing her glasses. Glasses, đúng rồi. Cái kệ cô sẽ là a shelf. Đọc lại. A shelf. Right. Và gói hàng kiện hàng sẽ là packages. Pack. Đây là cái lúc để em kiểm chứng lại cách em đọc có giống người ta hay không. Nên cô đọc mẫu cho nghi rồi đọc lại đó. Tại vì mình đọc còn không xong thì đừng có mong cơ hội nghi ra được người ta đọc nha. Rồi xuống dưới. Rồi mình đúng phương án rồi và cô C đúng không? Người này đang nói chuyện là server. Là nói chuyện với phục vụ. Chứ không phải là service em nha. Con người là server chứ, nhưng mới phục vụ nha. Câu A thì cầm mang là carry. Em cầm em mang gì đó ra. Và câu B
Cái câu chuyện này coi ghi đúng không nha? The wiping off a table. Em lau cái bàn, cô wiping off a table, lau cái bàn ăn. Và cô D lấy cái gì đây? Silverware, những cái đồ dùng bằng bạc, nĩ dao trên bàn ăn của mình nhá, hay có, đúng không? Lại cô nghĩ ha, chữ lau dọn bàn ăn sẽ là wiping. Wiping off a table. Cho cô phục vụ bàn mình sẽ gọi là serve. A server. Và cái đồ dùng bằng bạc ở trên bàn ăn em á, có dao nĩa muỗng á, gọi là silverware. Rồi xuống dưới thành silver, đáp án đúng mình rơi vào câu A. Này holding là cầm, chứ cô tụi handrail là cái gì, là cái tay cầm, tay vịn á, gọi là handrail ha, tay vịn lan can cũng được. Hành động em cúi xuống là bending down, cô dạy rồi ha, bending down là cúi xuống để gì, để cột. Cái chữ cột có chữ R nha, chữ tie. Động từ là cột lại, cô em như cột tóc của mình á, cũng là chữ này. Em cột dây dày cũng là chữ tie. Và cô C cho cô là lối vào, entryway. Lối vào, bị block là bị chặn lại rồi. Và cô D là cầu thang, các bạn ghi đúng hết rồi ha. Và cô nghe ha, lan can tay cầm là hand gì đây? Hand rail là tay cầm lan can mình dịch nhé. Cho cô cúi xuống là bending down, bending. Bend down. Là cú xuống, còn tie là cột cho cổ. Cho cô lối vào đọc đi, end gì đây? Entry way. Là lối vào của mình nha. Thành số 5, cho cô đáp án mình rơi vào câu C là cái gì? Là có một cái túi sách đặt ở trên cái chair, cái ghế nè, túi du lịch của em nè, rõ ràng mà. Nhưng mà cô A cũng thấy nhiều bạn ghi không được. The curtain là cái rèm cửa. Cái rèm là em nè, curtain rèm cửa ha. Và câu B, hình thì được trưng bày, display on. Display on là trưng bày ở trên cái bàn. Và câu D, đèn thì hanging là treo. Treo ở đâu? Treo từ trên ceiling là trần nhà. Cho cô học kỹ chữ này luôn nha. Lại cũng nghe là rèm cửa nè, curtain. Curtain. Đúng rồi, trưng bày là display. Display thì cũng on nha. Cho cô treo sẽ là hanging. Hanging là treo lên cho cô. Trần nhà là gì ta? Ceiling là cái trần nhà của mình. Ceiling thì nha. Mấy lớp kia nó học mà nó không có bật micro, nó không biết là nó ở nhà ồn ào quá hay sao, hay là không muốn đọc, không biết nữa. Sao bản thân mình không có cố gắng gì mình hết trơn vậy? Câu 6, người ông này đi bộ dọc theo cô, a path là cái lối mòn, cái con đường mòn. A path ha. Câu B là đông đúc là crowded. Các em ghi đúng. Và câu C tương tự là removing, nhưng mà trackage là cởi áo khoác ra. Removing trackage. Và câu D cũng là lối đi, nhưng mà walkway thường thường là lối đi, vỉa hè, thì được sắp đầy với những cái bench, những cái ghế đá. Nha, là cô nghe ha. Lối mòn, con đường mòn, a path. À. Rồi, đông đúc, crowded. Crowded. Cởi ra là removing nha. Removing là cởi ra ha. Cho cô lối đi sẽ là a walkway là lối đi của mình thằng walkway. Rồi tiếp theo cái này tập trung vào câu hỏi và đáp án đúng cho cô lúc học từ vựng ở nhà. Phần số 1 thì học hết nha, nhưng phần số 2 mình tập trung vào câu hỏi và đáp án đúng, và mình đoán, mình học cả cái xu hướng trả lời của từng câu hỏi luôn. Câu hỏi là why, tại sao em đi trễ vậy? Because, đáp án là because, why mà thì bởi vì kẹt xe ha. Học cô cụm từ này nha. Từ stuck in traffic là kẹt xe. Học cái câu hỏi, từ vựng trong câu hỏi, không biết cái nào học cái đó, và học cái xu hướng trả lời của từng câu cho cô luôn. Cho cô đọc lại nha. Kẹt xe nè. Stuck in traffic. Stuck in traffic. Câu 2, câu 8. Where. Nhớ là lên giọng nha. Where. Mình nghe là where. Ở đâu. Còn when là khi nào. Where. Apartment. Em ở đâu. Thì chỉ nè. Ở trên cái đại lộ này. Chỉ đường cho mình đi thôi. Là cô nghe ha. Căn hộ. Apartments. Apartment. Rồi. Câu số 9, sao chữ which phải nghe cho rõ là cái gì? Ở đây của mình là cái kim hương gì em thích. Thì khi mà nghe cái từ kim á, thì kim cái hương nó có vài hương thôi, sô cô la, dâu hay gì đó nha. Thì đoán mình rơi vào chocolate là sô cô la vậy thôi. Là cô nghe lại ha, chữ hương vị là flavor. Nó là flavor, không phải là flavor nha, flavor. Cô ghi chính tả đúng không đó? Thì cô sô cô la là chocolate. Chocolate. Là sô-cô-la hả? Câu số 10, who, ai? Ai sẽ đón cái người này? Thì câu hỏi là ai mà đáp án mình rơi vào con người? Là đáp án mình là tài xế, driver ha.
Câu 11, when, where, ở đâu? Hỏi nó mình là ở đâu, cái trạm nằm ở đâu? Thì mình hỏi là ở đâu, đáp án ra vào cho cô là giới từ với lại một cái nơi chốn kế bên trường đại học. Em thấy cố tình ta dùng từ nè, cái từ radio station giống với chữ này trong bài của em. Còn từ training session giống với từ train trong bài thì người ta cố tình dùng những cái từ đọc na ná giống giống á. Thì các bạn chọn, thì phải nghe cho rõ nha. Rồi tiếp tục câu 12, câu hỏi là when, khi nào? Hạ giọng xuống liền nha, khi nào? Thì cái sản phẩm này deliver là giao hàng. Cô tin là các bạn sẽ hiểu từ when nè, và từ products và từ deliver là đủ hiểu được câu hỏi rồi. Ha. Khi nào thì giao án mình rơi vào câu thời gian in 2 days, trong 2 ngày nữa. Em nhớ là chữ 2 ngày chứ phải chữ hôm nay nha. Các bạn ghi chữ hôm nay nhiều lắm á. In 2 days, trong 2 ngày nữa ha. Tiếp tục câu số 13. Chúng ta chưa nhận được hóa đơn tiền điện đó nha. Từ vựng cực kỳ dễ ha. Cái đó là chưa có nhận ha. Câu số 14, how, là câu hỏi em là em cảm thấy cái đó như thế nào? Thì em nên chọn phương án bắt đầu bằng một tính từ cho cô. Câu hỏi là như thế nào? Great time, thời gian thật là tuyệt vời. Great là tính từ để trả lời cho câu hỏi how của em nha. Như thế nào? Tốt, xấu, dở gì đó. Tính từ cho cô. Tiếp tục câu 15, who, các bạn nhớ là chữ chiến thắng, giải thưởng, chứ không dịch là chữ muốn nha. Cái từ giải thưởng đi cùng với từ win là thắng giải thưởng cho cô. Ai đã chiến thắng giải thưởng này, câu hỏi là ai? Nó nói với mình là gì lớp? Cái điều đó chưa được thông báo. Cái câu trả lời này lớp là đúng trong rất nhiều tình huống. Câu hỏi là khi nào, ở đâu, tại sao, bao lâu? Nói chung là câu hỏi có từ để hỏi á. Để các bạn nghe được câu này, các bạn chọn luôn cho cô. Được chưa? Nhớ nha, ai, khi nào, bao lâu, cái này chưa được thông báo nên không có biết. Vậy đó. Rồi cô ghi lại ha, chữ thông báo, announce. Announce. Đúng rồi. Câu 16, bạn có muốn tôi reserve a ticket? Cô ghi đúng không nha? Ghi cái từ reserve, nhớ cho cô là đặt chỗ, đặt trước. Reserve, đặt chỗ, đặt trước. Thường đi cùng với cái gì? Reserve a ticket, reserve a flight, kiểu vậy á. Đặt chỗ, a table, đặt bàn ăn, đặt vé máy bay. Thì nói là bạn có muốn tôi đặt chỗ không? Nói là I appreciate, tôi đánh giá cao điều đó nha. Ý là mình muốn người ta đặt giúp mình. Vậy thôi, là cô nghĩ ha, đặt chỗ, đặt vé nè. Reserve. Reserve. Em cảm kích điều gì đó, appreciate. Appreciate. Em cảm kích ha. Câu 17 có hỏi là xe buýt có dừng trước chỗ này không? Cái nói là ồ, tôi đi bằng xe ô tô mà, nên tôi không biết là cái dừng hay không. Đó, trả lời gián tiếp em nha. Câu 18 của nó là có discount, có giảm giá không? Cái từ này nghe không rõ cũng không sao hết. Từ stove là cái lò nướng nhà em á. Mình nghe từ discount thì cô hỏi là có giảm giá không? Bản mình thường thường thay bằng con số là chữ off là 20%, 2%, 5% off là cô giảm đi bao nhiêu phần trăm đó. Chữ off nha, off nha. Câu này nghe sao chính tả đó. Là cô nghe chữ này lò nướng là stove, một âm thôi. Stove. Stove, lò nướng nhà mình nha. Câu 19, bạn có thể chỉ cho tôi. Các bạn nhớ là cái câu could you show me là câu phụ thôi. Quan trọng là cái từ where, ở đâu. Thì mình quy về cách trả lời câu hỏi ở đâu. Câu hỏi là cái này ở đâu em? Nói là follow me, cứ đi theo tôi nha. Và đáp án này lớp sẽ luôn đúng cho câu hỏi where, ở đâu. Nhớ nha, câu hỏi cái này ở đâu em? Follow me. Cho nên các bạn khi các bạn ghi là từ where, các bạn chọn luôn cho cô phương án C. Trong tình huống nào cũng vậy, cho cứ ghi where, làm chọn câu C đúng cho cô. Ha. Câu 20, shorts. So many làm bằng cái gì em? Cái không trả lời lắm, nói là để tôi check với cái nhãn cái đã. Và em ghi phương án let me check, em chọn luôn cho cô trong tất cả tình huống phần thi part 2 topic. Câu hỏi là khi nào, ai, tại sao? Nghĩa là cô hỏi em á, em có nói là để em check cái đã, em cứ chốt luôn cho cô nha. Nó quên ghi giữ cái nhãn coi. Cái nhãn sẽ là lay gì đây? Lay. Label. Label là cái nhãn của mình nha. Nhãn cái sản phẩm á. Rồi có 21. Câu hỏi là cái hội thảo mạng xã hội này kết thúc end, kết thúc trước 6 giờ đúng không? Cái họ nói với mình vậy đó. Lịch trình online kìa. Em nhớ cái phương án này nè. Khi mà câu hỏi em là khi nào? Câu hỏi về thời gian á. Em nói là lịch trình. Ở chỗ đó, lịch trình ở đằng kia kìa, em cứ chốt luôn cho cô. Và phương án này đúng trong tất cả câu hỏi liên quan tới từ đến thời gian, hiểu chưa? Câu hỏi là khi nào, mấy giờ, nó là lịch trình nằm ở đây nè, kiểu vậy ha. Đọc nghe chữ lịch trình ha, schedule. Schedule. Nhớ nha, schedule, lịch trình dùm cô ha. Câu 22, sao chủ nghe cho rõ đây của mình là suitcase, cái hành lý, cái vali nào em thích. Và cô kêu em là màu vàng hay là màu đỏ. Các bạn nhớ câu hỏi lựa chọn á, là không được trả lời bằng yes hoặc là no. Nhớ nghe chưa? Câu hỏi có từ để hỏi cũng vậy á. Which, why, where, how long, how much. Cái này hay là cái kia. Mình không trả lời bằng phương án bắt đầu bằng yes hoặc là no. Câu hỏi em thích cái nào?
thì nó là yellow, màu vàng. Yeah. Câu 23 là một cái câu nói. Câu nói là gì? Có không gian đậu xe phía trước cái chỗ này đóng cửa rồi. Họ nói gì lắm? Có không gian đằng sau kìa, ra sao mà đậu? Em phải buộc lòng nghe hiểu 100% cho cô 23 em mới làm được nhé. Được, nghe chữ này phía trước, đằng trước là in front of. 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 Thì cô nhà kho sẽ là where. Where. Warehouse. Là warehouse, nhà kho của mình á. Câu 24, giày này có nhìn có đẹp không? Cô hỏi là giày này nhìn đẹp không? Nói là thôi thử được khác đi. Được, try là thử cho cô. Câu 25, chúng ta hãy leave early, rời khỏi sớm chút xíu nha. Cái nói vậy lớp tôi còn nhiều thứ phải làm lắm. Đây là một câu nói. Và khi là một câu nói, buộc lòng phải nghe hiểu toàn bộ cho cô thì mới làm được. Câu 26, when, khi nào em bán cái này cho cô? Từ property, học từ vựng nha. Tài sản, property, tài sản, khi nào em bán? Thì em nói là em chúng tôi không có cái agent, cho cô từ agent, người đại diện. Thường thường mình bán, mình hay qua trung gian á, agent, người đại diện cho cô ha. Để cô nghĩ ha, tài sản property. Property. Đúng rồi, và người đại diện agent. Agent. Người đại diện ha. 27 là một cô nói tiếp. À, danh tiếp này nhìn có vẻ rất là thu hút ha. Attractive là tính từ, hấp dẫn là thu hút, attractive. Cái nói gì lớp? Ừ, thiết kế nhìn chuyên nghiệp ghê, professional là cũng là một câu nói tiếp. Tổng lại nha, à, hấp dẫn, thu hút nè, attractive. Attractive. Rồi, và chuyên nghiệp professional. Professional. Là chuyên nghiệp ha. 28 hỏi là how long, mất bao lâu để em trở thành plumber, cho cô là thợ sửa ống nước. Họ trả lời cho mình là, ủa, bạn quan tâm việc này hả? Hỏi ngược lại mình ha. À, nó hỏi ngược lại mình, quan tâm cái việc đào tạo công việc đó hả? Đó, đôi khi có những tình huống, một câu hỏi hỏi ngược lại, lại đúng như cô ha. Lại cô nghe thợ sửa nước nè, plumber. 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 Nó, quan tâm là interested in. Nên cô dặn các bạn là sao? Nghe xong. Không phải nghe xong là cái là coi như xong chuyện, không phải. Học lại từ vựng trong, học cho cô giống như phần số 1 á, là học hết từ vựng nào mới với mình. Phần số 2 là học cho cô cái phần câu hỏi á, với lại cái phần đáp án đúng thôi. Còn những cái kia mình có thể tạm thời bỏ qua cũng được. Học trước ở nhà, lên đây nghe lại để kiểm chứng lại mình coi mình có hiểu hay không. Rồi cô nhắc từ cô một lần nữa thì nó phải lặp được lại 4 5 lần, 6 lần gì đó thì nó mới nhớ được em nhé. Rồi cô 29. À, chúng ta còn bàn không? Table còn bàn không? Cái nói là gì? Chúng ta đang dùng nó nè. Em thấy không? Cái phần reading nhìn vô mặt chữ rất là dễ, nhưng mà mình nghe không ra vấn đề nằm ở đâu. Thứ nhất, cái âm mình không giống người ta. Thứ hai là tốc độ mình không kịp người ta. Thì phải tập từ từ từng cái nha. 30 hỏi là where? Đi đâu vậy? Nó chỉ nè. Đến vườn bách thảo cho cô. Botanical gardens là vườn bách thảo, là về cây cối này nọ đó. Và quên lại ha. Vườn bách thảo sẽ là Botanical gardens. Gardens. Học mà làm biến để tao coi bao nhiêu đứa bỏ mất rồi nha. Minh Ngọc, Quang. Rồi hôm qua nó cũng không có bỏ mất rồi nữa, nó bỏ cam thôi. Rồi Đoàn cũng á, giờ nó mới bỏ mất rồi, mấy đứa nãy lì ghê nha. Học ngày nào cũng để nói chứ không vậy á. 31, ai đó đã đặt căn phòng cho cái cuộc họp này hôm nay. Cái nói gì lớp? Ủa, cuộc họp ngày mai mà, hôm nay đặt chi vậy? Thì câu riêng nãy giờ, từ nãy giờ lớp là câu 31 là câu trả lời khó nhất để đoán nhất nha. Tại nó nói, tại vì em biết sao, tùy từng người, tùy từng hoàn cảnh sẽ có cách trả lời khác nhau. Và đi thi nha, nó không cái nào giống cái nào, cho nó chỉ na ná tương tự thôi. Chứ mình phải tích lũy từ vựng cho cô để mình nghe, mình hiểu rồi mình chọn đáp án. Chứ thật ra em nghe đi thi, nghe cái câu y hệt như vậy, đáp án nó cũng không có giống nữa, nó chỉ na ná tương tự thôi nhá. Rồi ok xong. Tiếp tục không sao nha, các bạn đánh dấu vô, các bạn nghe phần số 3 cho cô. Thì cô hướng dẫn là phần số 3 này á, là nó có 13 đoạn hội thoại. 13 đoạn hội thoại. Và trước khi em làm á, em phải luôn đọc trước cái đề bài cho cô. Đọc câu hỏi đáp án cho cô trước. Coi người ta hỏi cái gì cái đã. Như 31 nè, dịch câu hỏi trước. Người phụ nữ này cố gắng làm cái gì? Mua máy tính, đặt vé máy bay, gửi bưu điện gì đó. Lúc mà mình đọc câu hỏi mình không hiểu á, thì mình ra Google ghi cái bên. Ví dụ nha, ví dụ các bạn không biết cái này, nó sẽ ra Google, nó sẽ hiển thị là cố gắng làm gì. Thì ghi tiếng Việt vô, cố gắng làm gì đó. Câu A, mua máy tính. Câu B, đặt vé máy bay. Thì không biết thì ghi vô reserve, đặt vé. Mình ghi bên hông á, reserve, đặt vé chẳng hạn. Cô cho em phép em có việc em ghi vô. Em có ghi nghỉ tiếng Việt vô cho cô. Rồi mình làm 3, 2, 3, 3, 4. Mình đọc câu hỏi đáp án trước cho cô.
Sau đó mình mới bấm máy mình nghe, hiểu chưa? Trước khi mình nghe, mình phải luôn đọc trước cái đề bài cho cô. Hiện tại bây giờ, từ vựng mình đang có giới hạn, thì cô cho phép em có quyền tra Google để ghi từ vựng cái nghĩa kế bên cho cô. Tại vì sao? Đi thi, cái đề cô không hiểu cái đề hỏi cái gì, thì thôi khỏi nghe, khỏi đi thi. Ha. Rồi, sau đó các bạn sẽ chọn đáp án vào trong tờ giấy này. Hôm nay mình làm tới câu 31 đúng không? Thì chọn tiếp câu 32, 33, 34 gì đó. Và cứ lần lượt làm hết cho cô từ câu 32 tới câu số 70 là hết phần thi số 3. Nên là hết phần 3 là từ câu 32 tới câu 70 là 13 đoạn hội thoại. Ở nhà nghe xong, chọn đáp án đúng không? Chọn đáp án cho cô. Rồi sau đó, cái lúc các bạn nghe nha, các bạn có thể nghe 2-3 lần tùy các bạn một đoạn á. Em nghe 2-3 lần, em tu đi tu lại thì em hiểu thì thôi. Rồi em chọn đáp án cho cô ha. Rồi sau đó các bạn lật phía sau sách nhiệm vụ số 2. Lật phía sau sách cho cô để làm gì? Để nghe lại. Đâu rồi, sách đâu rồi? Để nghe lại. Và em sẽ điền từ vào khoảng trống cho cô. Sách tụi em không giống như cô đâu, của cô là full. Còn của các bạn sẽ điền từ vào khoảng trống cho cô. Tiếng Anh, tiếng Việt tương đương. Và cũng chụp lại cái bài làm gửi cho cô giống y hệt cái phần 1, phần 2 hôm nay mình làm gì đó. Được chưa em? Và nhớ nha, nghe cô dặn ở nhà là cô đã cho tờ giấy này để chọn đáp án rồi. Cho nên các em không được quyền là chọn vào trong sách của mấy đứa. Mấy đứa không có được chọn là, à, ví dụ thế này ha, không có được chọn là 32 cái khoanh của A vô chỗ này, rồi chọn 33 khoanh vô cái này là không được, nghe chưa? Tại vì sao? Cô cho tờ giấy sẵn để làm gì? Để tô vô. Với cái thứ hai là gì? Để sách cho nó sạch, không có đáp án để bữa sau đầu giờ hồi nãy á, mình nghe lại với cô thì mình mới tiếp tục để nghe, chứ còn đáp án hiển thị rồi mình cái tâm lý mình sẽ không có muốn nghe với cô nữa, hiểu chưa? Hiểu vấn đề không? Dạ hiểu. À, ok rồi xong, đánh dấu vô nghe cô phần số 3 nha. Thì các bạn nhớ là các bạn tranh thủ ôn học bài nha, nghe phần số 3 cho cô. Thứ sáu này là cô có việc bận, cho nên là cô sẽ cho các bạn nghỉ ngày thứ sáu nghe không? Thứ sáu mình nghỉ ở nhà thì tranh thủ làm bài tập cho cô ha. Hạn chót các bạn nộp bài cho cô là 12 giờ trưa của ngày thứ hai tuần sau, nghe không? Hôm nay mới có thứ tư thôi, tại thứ sáu cô cho nghỉ thì ở nhà chịu khó là mình nghe cũng được tới 12 giờ trưa ngày thứ sáu giùm cô. Nếu mình nộp bài khá đầy đủ á, chỉ có một số bạn là không nộp bài thì có thông báo cho cô. Ờ, được chưa? Ai không nộp bài thì phải báo đàng hoàng, nghe chưa? Học thì phải nghiêm túc, phải có quy tắc đàng hoàng. Rồi vậy ha, 12 giờ trưa của ngày thứ hai là quá trời thời gian đó, hôm nay thứ mấy thứ tư rồi, thứ năm, sáu, bảy, nhật thứ hai mới nộp bài cho cô ha. Phần nghe thì gửi rồi, nghe không? Rồi xong, và nhớ nha, nhớ dạy nha, hạn chót 12 giờ trưa ngày thứ hai. Rồi xong, các bạn lật cho cô cuốn sách này luôn, lật phía sau cho cô. Cô dạy cái phần từ vựng nè em, hôm nay mình học từ vựng nha. Trang 27 với em. Rồi nghe cô giảng từ vựng nè, xong rồi hãy ghi nha. Từ nay mình sẽ học từ vựng thêm nữa đó, để bổ trợ thêm từ vựng cho em phần listening á và phần reading luôn. Rồi nghe cô giảng bài xong rồi chép. Thứ nhất ha, đây là một cái chủ đề mà chắc chắn đi thi mà sẽ luôn luôn gặp những cái từ vựng này. Rồi là những cái sự kiện trong công ty của em. Thường thường cái từ công ty thì mình biết từ company đúng không? Nó sẽ có hai từ bằng nghĩa là từ company, corporate và từ firm là công ty em đi làm á. Thì nhắc tới các sự kiện trong công ty á, thì thường sẽ có sự kiện gì? Đầu tiên các bạn nhớ ha, cô sẽ nói chuyện một lần luôn rồi các bạn hãy chép ha. Là cô sẽ đề cử, tiến cử một cái ai đó, một công ty nào đó. Nhìn hình ảnh minh họa cho cô nè, hình ảnh minh họa cho cô ha, nó có hình ảnh minh họa nè. Là cô sẽ tiến cử cái bạn nào đó, chẳng hạn cô đề cử bạn nào đó. Là từ nominate, nominate là đề cử, là tiến cử. Và có danh từ tương đương chính là nomination. Đề cử lên để làm cái gì đó, để nhận cái giải thưởng. Đây, nominate đề cử ai đó để nhận giải thưởng. Em nhớ nhắc tới đề cử sẽ có từ giải thưởng đi cùng, lúc nào cũng vậy hết á. Đề cử để nhận giải. Và số 2 tương ứng là từ award, giải thưởng. Và award sẽ có từ bằng nghĩa là từ prize, giải thưởng cho em. Và cũng tương tự đi cùng với từ nominate, đề cử, tiến cử để nhận giải. Được chưa? Rồi chép cho cô số 1, số 2 vô. Ở trên nhớ ghi nha, công ty là bằng với từ gì đó, vừa giải thích xong đó, company, firm và corporate là công ty của em á. Rồi, đề cử công ty của em lên nhận giải là số 1 và số 2, rồi ghi vô đi.
Rồi tiếp tục cho cô hả? Rồi thì xong cho mấy đứa xong một với hai chưa? Rồi. Thì đề cử cho một cái giải thưởng nha, có thể là giải thưởng công ty mình, giải thưởng gì? Giải thưởng một cái nhà cung cấp, một cái nhà cung cấp về thiết bị văn phòng chẳng hạn ha. Thì có từ vendor nó sẽ bằng với hai chữ này, provider, supplier, và cái từ tương đương á cô cho ghi á, chính là nhà cung cấp hàng đầu. Nhà cung cấp hàng đầu cái gì? Đây, thiết bị văn phòng chẳng hạn, office equipment, ý là công ty mình chuyên bán về máy tính, máy in này nọ đó, và hiện tại mình đang được đề cử để nhận cái giải thưởng đó, nhà cung cấp hàng đầu, được chưa? Và cái từ cũng na ná là office supplies, là những cái văn phòng phẩm ở trong công ty của em á, và em sẽ có cơ hội xuất hiện trên cái tờ báo nào đó, ý là công ty mình lúc nhận giải á, người ta viết báo á, thì từ issue là ấn phẩm, ý là tờ báo á, sẽ bằng với ba chữ này, newspaper, magazine, với lại từ publication là tờ báo ấn phẩm giúp cô, được chưa? Rồi viết 3, 4, 5, viết vô. Rồi xong chưa em? Dạ con xíu không? Rồi tiếp theo. Và để có được cái điều đó là mình nhờ vào nhân viên của mình ha. Employee này sẽ có những từ bằng nghĩa là từ staff, từ hire, recruit là nhân viên của em. Nói chung là công ty thì phải nhờ vào nhân viên ha. À, vì nhân viên là những người đã gì? Đã contribute to, đã đóng góp, đã quyên góp cho công ty của mình. Từ contribute to là bằng cái từ donate, em quyên góp, đóng góp. À, và danh từ tương đương là contribution to, sự quyên góp, sự đóng góp bằng với từ donation. Để cho ghi câu số 6 chú đi ha. Employee là nhân viên. À, công ty sẽ có từ nhân viên ha, là staff, là hire, recruit, nhân viên cho cô. Thì nhân viên họ đóng góp cho công ty của mình. Số 6 ghi đi. À, họ đóng góp là contribute to bằng với donate, và contribution to bằng với donation. Họ đóng góp, họ quyên góp cho mình, nhưng mà nhớ được dùng từ contribute, phải luôn đi kèm chữ to cho cô thì mới được xài. Thì họ đóng góp như vậy thì công ty mình mới thành công như ngày hôm nay. Thì success là danh từ sự thành công cho cô, và có động từ tương đương là từ succeed in, thành công trong cái mạng nào đó. Cô giải thích xong cô dừng lại em mới viết, chứ không có được viết vừa nghe cô thì sao tập trung được, hiểu không? Rồi ghi hai số này vô, 7 với 8. Số 6 em chưa nghe. À, 6 chưa viết kịp hả? Rồi cô. Rồi, ghi câu số 7, số 8 giờ. Đóng góp, contribute to, và success, sự thành công cho cô. Bình chí lý.
Rồi tiếp tục ha, mình thành công được như vậy là nhờ cái sự cống hiến của mọi người. Cho con dedication là sự cống hiến, sự tận tâm. Đó, và cụm liên quan chính là cụm tính từ là be dedicated to, là em cống hiến, em tận tâm cho cái gì đó. Thì nhờ có nhân viên của mình họ cống hiến như vậy thì mình mới đạt được cái thành tích hôm nay chứ. Achievement và accomplishment, thành tích, thành tựu cho cô. Và cái cụm từ xuất hiện na ná, họ hàng chính là achieve a goal, em đạt được mục tiêu của em. Được chưa? Ghi 9-10 vô cho cô. Rồi tiếp tục cho cô hạ 9-10 nha. Sự cống hiến, sự tận tâm của nhân viên là dedication, vậy mới có được thành tựu đó. Achievement, accomplishment, và em đạt được mục tiêu. Achieve a goal, đạt được mục tiêu giúp cô. Rồi. Xong chưa? Rồi, ok. Và người ta làm tốt như vậy mình phải thưởng cho người ta chứ ha. The reward là em thưởng, một nghĩa thôi, động từ thưởng, bằng cách là em thưởng vào trong cái phiếu trả lương á, tấm xét trả lương mỗi tháng á, em cộng tiền thưởng vô. Thì từ paycheck chính là cái chi phiếu trả lương, và bộ phận nào thì tự thưởng cho bộ phận đó. Thì em có department bằng với division là bộ phận, và một những bộ phận mà các bạn rất hay quên là bộ phận nhân sự cho cô. HR thì bình thường rồi, nó sẽ có từ bằng nghĩa là từ personnel, cũng là nhân sự cho cô. Thì chưa? Rồi viết 11, 12, 13, thì vô. Xanh dương nhưng mà rồi nhân sự là personnel dùng của hả, nhân sự. Rồi sao nữa đây? Rồi. Và mình để mình thể hiện cái sự đánh giá cao của mình với người ta. Người ta làm tốt mà, nhân viên mình làm tốt mà. Thì sự đánh giá cao, sự cảm kích, appreciation. Và em muốn bày tỏ, em thể hiện dùng cảm từ show với cô. Thì mình sẽ tổ chức một bữa tiệc cho mọi người cùng nhau chúc mừng cái thành tích này. Thì số 15 của mình sẽ là banquet. Và đi cùng với động từ who, tổ chức bữa tiệc. Để gì đó, mình thúc đẩy tinh thần của mọi người lên. Tại vì mình khen người ta sẽ có thêm tinh thần làm việc á. Thì từ morale là tinh thần làm việc, đi cùng với động từ boost, thúc đẩy tinh thần làm việc. Được chưa? Rồi viết 14, 15, 16.
Rồi, ok. Xong rồi mấy đứa ha. Rồi, thì mình sẽ thúc đẩy tinh thần của đồng nghiệp của mọi người với nhau là co-worker. Thì có từ bằng nghĩa là từ colleague. Và mình mong muốn là gì đó? Mục tiêu của mình sắp tới công ty mình á, là sẽ là mục tiêu sẽ có từ goal, target, and purpose, objective. Và đi cùng với cái cụm của nó là đạt được mục tiêu á, là ngày càng phát triển, là grow, phát triển. Và ngày càng thịnh vượng là strive. Được chưa? Đó là kết thúc cái câu chuyện như vậy. Rồi viết cho cô đi 17 đồng nghiệp. Ok Lan hả? Rồi xong chưa lớp? Chưa hả? Chị nào xong kêu cô. Rồi. Rồi ok. Xong nha, giờ đọc từ vựng lại cô nghe ha. Đó là những từ vựng liên quan tới ngữ cảnh công ty của em đó. Hãy đọc theo cô lại ha. Đầu tiên là công ty ha. Company. Company. Rồi firm. Firm. Rồi corporate. Corporate. Rồi đề cử ai đó nè. Nominate. 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 Rồi danh từ nomination. 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 Đề cử lên nhận giải thưởng. Giải thưởng là ở. Ở. Award. Award. Lại gì đây? Danh từ prize. Thôi đọc cho cô cho nhanh nè. Nhà cung cấp vendor. Vendor. Provider. Supplier. Supplier. Rồi nhà cung cấp hàng đầu. A leading vendor. A leading vendor. Đúng rồi. Cái cô thiết bị văn phòng ha. Office equipment. Rồi. Văn phòng phẩm, bút giấy hay nọ nha. Office supplies. Office supplies. Rồi. Ấn phẩm ý là tờ báo lớp. Issue. Issue. Rồi. Cho cô từ này lạ xíu nha. Publication. Publication. Đúng rồi, nhóm 3 là tờ báo ấn phẩm nha. Nhân viên là employee. Employee. Bằng với staff. Staff. Bằng với hire. Hire. Recruit. Recruit. Mấy đứa kia bật cái mic đồ đọc cho nhanh nhanh nè, chậm quá nè. Đóng góp. Contribute. 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 Mà nhớ đi cùng với tu cho cô hạn. Bằng với donate. Donate. Rồi danh từ contribution. Contribution. Bằng với donation. Donation. Rồi sự thành công ha. Success. Success. Bằng từ tương đương succeed. Success. Sự cống hiến của mọi người. Dedication. 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 Đúng rồi. Và thành tích thành tựu. Achievement. Achievement. Bằng với accomplishments. Accomplishment. Rồi đạt được mục tiêu. Achieve a goal. Achieve a goal. Rồi thưởng là rewards. Rewards. Rồi chi phiếu trả lương. Paycheck. 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 Bộ phận department. Department. Bằng với division. Division. Rồi nhân sự ha. Personnel. Personal. Rồi sự đánh giá cao, sự cảm kích. Appreciation. Appreciation. Rồi buổi tiệc lớn. Banquet. Banquet. Rồi tinh thần làm việc. Morale. Morale. Và nhớ thúc đẩy là boost nha. Boost là mình thúc đẩy, tăng cường ha. Thì cô đồng nghiệp. Co-worker. Co-worker. Colleague. Colleague. Mục tiêu của em là goal bằng với lại target.
target. Rồi, tụi em dễ nha. Purpose. Purpose. Ha. Objective. Objective. Có cái cụm là đạt được mục tiêu, achieve a goal nhé. Thì cô phát triển là grow. Grow. Danh từ grows. Rose, ha, mình thề cái chữ thờ phía sau nhỉ, rose ha. Cái cô thịnh vượng phát đạt, thrive. Thrive là thịnh vượng phát đạt ha. Thì đây chính là ngữ cảnh nhắc tới công ty sẽ luôn xuất hiện những từ vựng này. Thì cô để dưới đây nè, thấy chưa? Cô lồng vào một cái bài tiếng Việt cái trang tiếng Anh vô. Và hai cái chục từ màu đỏ của cô là cô vừa mới dạy xong đó. Sau khi được nominate gì đó, em sẽ dịch trong ngữ cảnh đó, em mới nhớ từ vựng được. Rồi em dịch ở nhà cho cô trước nha, tập dịch trước nha. Và dịch cho cô bài tiếng Anh hoàn toàn luôn. Mình thử dịch bằng tiếng Anh lại ha. Tất cả bằng tiếng Anh hết. Ở đây là tiếng Việt với là tiếng Anh, dịch hết cho cô. Và tập trung những cái từ màu đen cho cô ha. Là hai chục từ khóa của mình đó. Được chưa? Nhiệm vụ ở nhà phần này là gì? Học từ vựng lại và dịch cho cô hai bài này. Được chưa? Rồi xong là set reading cho cô ha. Set reading. À, cho cô bài số 6. Phần số 6 đang máy. Bài số 6, phần số 6. Bao nhiêu em? Dạ 47. À 47. Cô sửa bài nha. Cái này là bài 6 hả em? Nên phải bài 6 không? À, ok, bài 6, bài 6. Rồi, ok, bắt đầu nha. 21-24 của em là email cho cô chủ đề nói về một cái bản tin ha, rất là thú vị. News là bản tin, là tin tức. Exciting là thú vị ha. Cho cô nè. À, cảm ơn vì đã có một năm rất là tuyệt vời. Ủa, em mới đưa đúng cái bài này không vậy? Bài này chưa làm. Sáng cô dạy cái lớp kia cô dạy gì ta? Cô dạy lộn bài hay ta? Sáng không nói cô ta? Cái bài số 5 là cô sửa rồi đúng không? Bài số 5 cô sửa rồi đúng không? Bài số 5 là cô sửa hết rồi đúng không? Đúng rồi. Ồ, vậy là cô dạy. Cô dạy nhầm bài mà sáng nó sáng nó không nói ta. Rồi, cảm ơn vì đã có một năm rất là great, tuyệt vời. In case gì ta? Cho cô là phòng khi nhé. In case phòng khi ha. Các bạn chưa có nghe cái gì cả. Thì sao? Thì cái công ty mình á, sẽ gì đó không biết em. Cái cửa hàng số 2 this spring và mùa xuân này. Thì lớp nghĩ là mình gì lớp mình nói là cửa hàng mình sẽ gì đấy. Công ty mình sẽ gì? Moving là di chuyển. Renovate là cải tạo. Có suy là bán. Và cô D là mở cửa. Thì lớp nghĩ sao ta? Cái gì? Cửa hàng số 2 ta mình chưa biết ha. Đọc tiếp cho cô nào. Cái cửa hàng retail là bán gì lớp? Bán lẻ. Thêm mới vô này. Có nghĩa là chữ thêm nghĩa là gì lớp? Là cái thứ hai đúng không? Là cái thứ ba, cái thứ bốn. Cho thành ra 21 chính là phương án gì cho cô? 21 là câu? Câu gì? D. À, cô D ha. Mình sẽ mở thêm các thứ hai. Và cái địa điểm retail bán lẻ additional mới này sẽ được located là gì lớp? Được. Được. Located là gì? Tọa lạc, đúng rồi, tọa lạc trong trung tâm mua sắm tại cái corner là gì lớp? Corner gọi là gì? Corner gọi là gì? Cái góc đường, à, góc đường ở chỗ này, ở trong chỗ này, vậy thôi. Và chúng tôi sẽ accepting chấp nhận cái đơn, đây là cái đơn nha, cái đơn xin việc á. À, tuyển ngay lớp C là tuyển ngay, cái đơn tuyển ngay, thu ngân. Và vị trí sale chấm chấm ngày 1 tháng 4, thì trước thời gian dùng cho cô giấy từ nào? Cô sẽ chấp nhận cái đơn của em. Sao? Điều. Cho đến khi until, đúng rồi. Cho đến khi until ha. Đến ngày 1 tháng 4. Và giám đốc personnel, giám đốc bộ phận gì đó? Personnel. Vừa mới dạy xong bên kia xong, bên đây nó quên liền á. Nhân sự, đúng rồi. Sẽ review, xem lại. View là xem, review là lại. Sẽ xem lại resume là gì lớp sơ yếu lý lịch. Sẽ xem lại sơ yếu lý lịch từ ngày 2 tới ngày 6. Và gì đó được schedule, được lên lịch bắt đầu vào một tuần sau đó nữa. Lớp hỏi là câu 32-23 thì cái gì ta được lên lịch ta? Câu A, người đào tạo. Câu B, training, việc đào tạo, buổi đào tạo. Câu C, cũng vậy thôi, để đào tạo và được đào tạo.
chọn câu chủ ngữ nào? Cái gì được lên lịch? Câu be, training là danh từ cho cô nha. Buổi đào tạo. Buổi đào tạo là được lên lịch vào một tuần sau đó. 24 điền cho cô câu nào và kết thúc bài cho cô luôn. Câu A, em cứ thoải mái tự do. Em chia sẻ, em share cái tin tức này cho bất cứ người bạn nào mà quan tâm hứng thú tới việc làm này. Được không lớp? Công ty họ đang tuyển người, sẽ chấp nhận cái đơn tuyển thu ngân và tuyển vị trí sale. Được chưa? Em nói gì đó, em cứ thoải mái chia sẻ cái tin tức này với bất cứ người bạn nào mà quan tâm cái vị trí này. Được lý không? Hợp lý không? Được không? Được rồi. À, cho chọn luôn cho cô ha, là 24A cho cô. Vậy thôi. Được chưa? Là cô nghe nè, chữ phòng khi nè, in case. In case. In case. Cho cô chữ bán lẻ, retail. Retail. Rồi gọi là location. Located. Cái góc đường ha, corner. Corner. Rồi cái đơn xin việc á, application. 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 Rồi thu ngân cashier. Cashier. Cho cô nhân sự personnel. Rồi cho cô chữ sơ yếu lý lịch, resume. Resume. Rồi động từ lên lịch, schedule là lên lịch các bạn nha, schedule lên lịch giúp cô hả. Rồi xuống dưới nè, đây là một cái email. Buổi sáng cô dạy lớp kia, cô dạy cái gì ta, cô dạy lộn học ta, sao nó không nói ta. Email rồi một tấm vé và một cái schedule, một cái lịch trình. Thì hỏi email nhìn cô người viết người nhận với chủ đề. Người viết cho cô người nhận là chủ đề hay là câu chữ này. Nói về tim mạch em. Cardio á, bài tập thể dục á. Cardiology về tim mạch. Tim mạch cho cô ha. Rồi, ở dưới mình là có một tấm vé. Thì mình coi vé này là vé của ai. Tên, những cái tên cho cô trước nha. Cái tên người đó. Đây, tên này ha. À, William gì đó. Rồi, ở dưới của mình là cái lịch trình của tàu lửa. Lịch trình đi từ thành phố Lancaster đến thành phố Manchester. Một ngày là có tổng cộng 6 chuyến, có 6 chuyến đi ha. Rồi, em là cái ông là Erwin Target là ai? Em tìm cho cô ông này xuất hiện ở đâu vậy? Dòng số mấy nha? Cái tên riêng này là xuất hiện ở đâu? Chính là trên cái mail dòng số. Đây, tút ở dưới đây nè các cô nè. Nhưng mà các bạn vẫn nên đọc cho cô cái mail này ngay từ đầu nha, để tí nó hỏi thông tin liên quan ở trên nhé. Vâng, tôi sẽ đi tới hội nghị về tim mạch. Hội nghị là chữ này các bạn nha. Hội nghị tim mạch. Và tôi rất là gì lúc look forward to là gì? Mình rất là Mong chờ đúng không? Unfortunately là gì em? Không may đúng không? Tôi sẽ không thể travel đi tới đó được. Go đi tới đó được. Vì tôi phải khám cho I love patient là ai? Đây là bác sĩ nè. Bệnh nhân đến 3 giờ chiều ngày 5 tháng 8. Và tôi phải miss là gì lớp? Bỏ lỡ cái buổi của ngày đầu tiên cho cô. Session là cái buổi. Cái buổi hội nghị á ha. Cái buổi ha, ngày đầu tiên. Nhưng mà tôi sẽ cho cô be on site là có mặt tại chỗ. Ý là có mặt tại cái chỗ sự kiện ha. Be on site là có mặt tại chỗ vào cái buổi tối ngày hôm đó, là tối ngày mấy em? Là tối ngày 5 tháng 8, được chưa? Và ở lại mấy ngày tiếp theo, ở lại trong 2 ngày tiếp theo. Cái nói là chúng ta có thể have dinner, ăn tối together cùng với nhau vào một buổi tối nào được hay không? Là cái bạn này nè, bạn đã kể tôi nghe về cái research là cái cuộc gì đó, cái bài gì research là bài gì? Nghiên cứu về công nghệ chụp gì lớp X-ray, X-quang á, hiểu không? Về công nghệ X-quang mới. Và tôi muốn có một cái cơ hội discuss gì em, thảo luận cái điều đó cùng với bạn. Đó. Vậy nói chuyện như vậy, cô hỏi lớp mình nha. Đáp án nè. Cái ông đó là ai vậy mấy đứa? Cô A, bác sĩ. Cô B, quản lý văn phòng. Cô C, tổ chức hội nghị. Và cô đề người đại diện dịch vụ khách hàng. Em chọn cho cô câu gì? Bác sĩ. Không nói chuyện với nhau, toàn là ai nói chuyện nè. Thứ nhất là chủ đề nó về tim mạch nè. Còn xưng hô là doctor, đứa nào bác sĩ này nọ. Và ông này đã kể tôi nghe về cái nghiên cứu X-quang. Thì người ta là bác sĩ với nhau ha. Chứ đó án như cô là bác sĩ, cô A.
Câu 26 của em. Cái tấm vé indicate chỉ ra điều gì về cái chuyến đi của Williams? Nhìn cho cô cái vé nha. Câu A. Cái cô này của Sydney, cái ghế hạng nhất đúng không? Ghế nhìn ở đâu? Nhìn chỗ nào là ghế? Nhìn chỗ nào kiểu gì đó? Cái chỗ nào trên cái vé thể hiện là vé gì, vé gì? Class. Ờ, class. Nó chậm. Class nè. Đó, là vé tiêu chuẩn. Là cái vé đi bình thường em. Mà đi hạng nhất là sai rồi nha. Câu A loại. Rồi, câu B. Là nó, cô này cô sẽ thay đổi chuyến tàu trong suốt chuyến đi. Nghĩa là em phải đi 2-3 chuyến tàu á. Có nói không? Nhìn cái vé đi. Có nói đi 2-3 chuyến mới tới không? Cô mới dặn làm trước ở nhà là như vậy á. Có không? Có đổi vé gì không? Chỉ thấy đi từ một nơi là chỗ này đến chỗ này thôi. Chứ không có thấy đi qua trung gian quá cảnh gì cả. Đúng không? Không có. Cô C. Nên cô dặn làm trước ở nhà là như vậy. Học cho mình, học cho ai mà mấy đứa này nó kỳ cục ghê á. À, cô C. Cô này cô sẽ dùng cùng cái tấm vé đó cho cái chuyến đi return, chuyến đi trở về là dùng tấm vé này luôn. Có nói như vậy không? Dạ không. Không, cái này chữ gì? Chuyến đi trở về là không được bao gồm, nghĩa là chỉ có chuyến đi thôi, còn chuyến về mua vé khác dùm. Được chưa? Thì A, B, C sai hoàn toàn, thì cứ tự tin chọn cho cô câu. Cô D thôi, được chưa? Là cô ta sẽ có thể chọn cái nơi để ngồi. Em thấy thông thường ghế lớp người ta sẽ để là ghế 1A, 2B, 3C. Cái cô này có để ghế sẵn không? Có để là ghế 1A, 2B, 3C gì không? Ghế nó có để không? Nó chỉ để là gì? Chỗ ngồi sao? Không được assign là chỉ định cho cô. Nghĩa là em muốn ngồi đâu em ngồi. Đi tàu lửa. Nên assign nghĩa là không được chỉ định. Nghĩa là em muốn ngồi ở đâu em ngồi. Ai tới sớm thì ngồi trước vậy thôi. Thì thường sẽ để cái ghế là 2A, 3B này nọ. Em không có để ha. Nghĩa là em có quyền chọn cái nơi để em ngồi. Ha. À, tiếp tục cho cô. À, dựa trên availability là cái gì? À, sự có sẵn là sao lớp? Ý là thời gian rảnh nhé. Dựa trên cái thời gian rảnh của cái ông ta thì cái chuyến tàu lửa nào? Em nghĩ là cái ông bác sĩ Penfold ông sẽ đi cái chuyến nào? Cái ông bác sĩ Penfold là cái ông mà đọc cái mail hồi nãy á. Thì lớp nghĩ với lịch trình của ông á. Lịch trình của ông nè. Để mình đọc qua nè. Thì lớp nghĩ ông đi cái chuyến nào để ông đi cái sự kiện đó? Lịch trình của em ở dưới đây nè. Em nghĩ ông đi chuyến nào? Em dựa vào cái thời gian mà ông rảnh trong ngày á. Em nhớ để em đọc không? Ông đi vào ngày 5 tháng 8 đúng không? Nhưng mà ông nói là ông khám bệnh nhân tới mấy giờ? 3 giờ chiều. Tới 3 giờ chiều. Thì có nghĩa là 3 giờ chiều em coi nè. 2 giờ chiều có một chuyến nè. Thì phải ngồi em phải đợi. Mấy giờ em mới đi? Em ngồi đợi tới 4 giờ 45 mới có chuyến mới cho em đi nhá. Và chuyến này sẽ đi là cái mã vé là RN823. Là ông sẽ đi cái chuyến này để tới kịp ngày hôm đó ha. Chữ án của em là RN823 cho cô. Câu đề. Câu 27, 28. Cái nào đúng nói về cái người bác sĩ Williams là cái người mua tấm vé em, cái người mua tấm vé, vé hồi nãy á. Câu A, cô ta làm việc ở Manchester. Câu B, cô ta đi bằng tàu lửa, cái cô từ regular đi thường xuyên lắm. Cô ta đi thường xuyên. Câu C, cô ta đã mua cái vé ở mức giá được gì đó, reduced được. Được giảm. Giảm. Ừ, và cô D, cô ta đã gì? Reservation là cô ta đã gì? Reserve. À, cô ta đặt trước, đặt vé trước tại cái trạm tàu lửa này. Trong bốn câu này em kiểm chứng như câu C là câu dễ kiểm chứng nhất. Tại vì thông thường cái vé nó sẽ để cái giá sẵn, hiểu không? Rồi mình đối chứng với cái vé của bạn mua. Em thấy nè, cái vé bình thường á. Bà đi cái chuyến nào cái đại nha? Nhìn cô, cái chuyến bà đi là chuyến mấy? Cái chuyến cô này cô đi là chuyến mã số X111. Và theo như bảng giá của bên công ty đưa ra là bao nhiêu tiền? Phải là 20 đô đúng không? Nhưng mà bà đi bao nhiêu đô? Bà trả chỉ có 18 đô. Thì nghĩ là bà được giảm 2 đô. Thế chứ? Nhưng phản của em chính là rơi vào phương án nha. Cô C cho cô. Được không? Cô C. Rồi tiếp tục của 29. Theo như lịch trình của em á, thì cái điều nào đúng khi nói về những cái chuyến đi tàu lửa? Lịch trình nha, những cái lịch trình như cô Hà, những cái chuyến tàu lửa câu A. Chúng kéo dài, last sẽ kéo dài cùng một thời gian giống nhau. Có giống nhau về thời gian chạy, tàu chạy không? Nghe câu chữ này nè.
Từ duration là khoảng thời gian, ý là khoảng thời gian tàu nó chạy á, không giống nhau em. Có chuyến á, ý là cũng xuất phát từ một nơi và tới một nơi, nhưng mà một chuyến thì 55 phút, một chuyến thì tiếng rưỡi cũng có, tiếng 5 phút cũng có. Cho nên kéo dài giống nhau là không đúng, bây giờ A sai. Câu B, chúng sẽ rẻ hơn buổi sáng, em coi giá buổi sáng nó có rẻ hơn không? Rẻ hơn không? Không nha, nó còn mắc hơn nữa. Câu C, chúng sẽ kết thúc tại cùng một cái điểm đến, phải không? Cái tàu này sẽ về đúng một cái điểm đến, đúng không? Đúng. Tại vì nó đi từ đâu đến đâu, nó đi từ, để cái lịch rất rõ ràng, đi từ Lancaster đến Manchester, một ngày có 6 chuyến, xuất phát cùng một nơi và đến cùng một nơi, được chưa? Thì đáp án của em rơi vào cho cô là câu C là như vậy, ha? Rồi xong, đọc cho cô vài từ vựng mới trong đây coi. Đầu tiên cái từ tim mạch lớn nha sẽ là cardiology, cardio em. Rồi lại coi, cardiology. Cho cô hội nghị nào, conference. Conference. Rồi cho cô bệnh nhân, patient. Patient. Ok. Và nhớ nghiên cứu nha, research là nghiên cứu nha. Còn search là tìm kiếm, nó khác, còn research là nghiên cứu. Rồi cho cô tiếp tục, dưới đây. Không có từ vựng nào nhiều đâu. À, cho cô chữ phân công chỉ định nha. Assign. Assign là phân công chỉ định ha. Rồi cho cô chữ này lớp khoảng thời gian tàu chạy. Duration. Duration. Duration là khoảng thời gian ha. Rồi ok xong. Cho cô qua bài xuống dưới. Bài số 7. Ủa sao cái bài... Bài số 7 ha. Bài số 7. Còn số 6 thì cô ha. Rồi, cái này của mình là một cái email cho cô ha. Mình vô luôn ha. Ở đây của mình là gì đây? Người ta kêu mình là phải cái việc đăng ký đã hoàn tất nè cho cô. Từ register là sự đăng ký, complete là hoàn thành cho cô. Em đăng ký cái gì đó không biết nữa. Sự đăng ký, complete, hoàn thành. Vô bài luôn ha. Chào mừng đến với lại cái network, cái mạng lưới việc làm. Cộng này là mạng lưới việc làm cho cô ha. Mạng lưới việc làm này là một cái dịch vụ matching, là gì đó, dịch vụ kết nối nha. Dịch vụ kết nối career, nghề nghiệp online hàng đầu. Giống như Việt Nam mình có những cái trang tìm việc nhanh này nọ đó em nha. Một cái mạng lưới job việc làm mà dịch vụ đó kết nối career, nghề nghiệp trực tuyến, listing hàng đầu. Cái địa chỉ email của em nè, cái kinh nghiệm làm việc của em nè, và cái gì đó, cái câu chuyện này, sở thích của em. Từ preference, sở thích giúp cô. Thì sao? Mới có chủ ngữ à. Thì tất cả những cái thông tin này, gì đó, trong dữ liệu của chúng tôi. Em điền cho cô động từ đi. Động từ là điền sao, của trước nói rồi. Động từ chính là động từ phải chia theo thì. Hiểu không? Phải chia theo thì đàng hoàng. Coi cho cô xem. Ở đây thì, lớp nếu về thì có hai câu là thì, là câu B với lại câu gì nữa em? Đang xét về thì là câu B với lại câu của D, đúng không? Nhưng mà hai câu này á, không biết chia thì nào hết trơn á. Câu hỏi là mình phân biệt động từ chi, số ít số nhiều cũng không phân biệt được luôn. Rồi phân biệt ở chỗ là câu này câu chủ hay câu bị động. Thì câu hỏi là mình những cái thông tin đó nó tự ghi lại hay được ghi lại trong dữ liệu của em? Được ghi lại chính là câu bị động, chính là B với 3. Cho nên 21 chính là phương án D cho cô. 21 D, được chưa? Tiếp theo. Cái thông tin này nó sẽ được dùng để find, để tìm ra employers I love, ông chủ, người chủ. Employer là ông chủ, người chủ. Người mà cũng đang seeking là gì lớp? Tìm kiếm cái ứng cử viên giống như là em gì đó, hiểu không? Cái từ like là một giới từ giống như bạn gì đó, để kết nối hai bên lại với nhau. Thành ra 22 chính là phương án gì cho cô nè? 22 là câu tìm chiều hay giống như bạn gì đó, được chưa? Rồi, tiếp tục. Và trong tương lai bạn sẽ nhận được cho cô thông báo định kỳ. Từ này là từ định kỳ cho cô. Từ periodic là định kỳ. Có cái gì? Thông báo định kỳ về cái chỗ trống công việc. Cái câu chuyện này nha. Từ job opening là chỗ trống công việc cho cô. Rồi chuyển đoạn. Khi mình xuống đoạn là mình sẽ ý mới hoàn toàn nè. Đó không biết. D4 là gì lớp? Liên từ này nghĩa là gì? Do đó. Do đó, vì vậy, ha, chúng tôi sẽ không có chia sẻ cái tên của em và cái địa chỉ của em với bất kỳ người nào cả. Em nghĩ 23 điền cho cô câu nào vô nè. Câu A, sự riêng tư của em
là quan trọng với chúng tôi. Do đó sẽ không có chia sẻ tên hay địa chỉ với ai cả. Có thấy hợp lý không? Được không? Được. Được. Chọn cho cô Hàng ghi lại nha. Sự riêng tư, privacy, sự riêng tư của em. Privacy, sự riêng tư. Rồi, tiếp tục. Và bất cứ lúc nào cũng vậy, em có quyền lựa cái đường link nằm ở dưới cái email mà em nhận. Để em gì lắp unsubscribe là em làm gì? Unsubscribe, em hủy. Hủy đăng ký. Và em change, em thay đổi cái sở thích email của em. Preference là sở thích cho cô hả? Và cuối cùng là cảm ơn vì em đã gì lắp nói chuyện nãy giờ. Cảm ơn em đã gì? Đăng ký với cái chương trình này của chúng tôi đúng không? Đăng ký chính là phương án không? Ok, đăng ký giùm cô. Được chưa? Rồi xong, xuống dưới nè. Cái này của em là một cái email cho cô ha. Email. Rồi, email này của mình cô mua thẳng bài luôn nha. À, cảm ơn cho interest in cô Hoa, sự quan tâm, sự hứng thú. Để cùng viết tự in cho cô ha. À, đây là chủ đề nó về một cái tài khoản online nè. Cảm ơn cho sự quan tâm của bạn trong cái công ty này. Chúng tôi đã nhận được cho cô tên này lớp inquiry, thư hỏi xin thông tin. Thư hỏi xin thông tin về cái gì đó. Chúng tôi đã nhận được cái thư hỏi xin thông tin inquiry, ghi lại giúp cô ha. Inquiry, thư hỏi xin thông tin. Và cũng đã issue cho cô động từ cấp. Issue là cấp cho cô ha. Issue là cấp ha. Cái này nó cứ hiện, cái này là cái gì trời, tắt không được. Rồi issue và cấp ha. Một cái tên người dùng, một cái mật khẩu temporary, em biết là gì không? Lúc em đăng ký chúng ta sẽ cho tạm thời ha. Tạm thời, issue là cấp nha. Cấp ha, cho một cái mật khẩu và tên người dùng temporary, tạm thời. Để activate, để gì đó? Activate là gì? Kích hoạt. Activate là kích hoạt. Cái tài khoản online của em á, em vui lòng, em làm theo những bước dưới đây. Bước số 1 vào website, lựa cái mục tên là gì đó? Đăng ký mới ha. Từ register đăng ký nha. Đó. Rồi em log in, em đăng nhập dùng cái tên này, mật khẩu này. Em sẽ được cho cô từ prompt, ghi lại giúp cô nha, thì cô ghi sao chính tả phải như thế này. Prompt gợi ý. Em sẽ được gợi ý để mà create là gì đó? À, tạo ra một cái tên mới, một cái password mới cho em. Câu 3. Một cái survey là một cái cuộc gì đó? Survey một cuộc khảo sát. Khảo sát đúng rồi, sẽ appear, sẽ xuất hiện nha. Cuộc khảo sát của khách hàng mới nha, nó sẽ xuất hiện. Em vui lòng em fill out là gì? Điền đầy. Em điền vào khảo sát với thông tin về cái profile tài chính của em. Giống như em thu nhập em bao nhiêu hay gì đó nha. Rồi sau khi em submit là gì? Submit. Em nộp cái cuộc khảo sát. Một trong những representative, biết ai không? Nhớ ai không? Đúng rồi, người đại diện bằng với từ agent. Sư cô ghi lại đi. Representative, agent, người đại diện. Agent nha cô ha, người đại diện. Người ta sẽ gọi điện thoại cho em within, trong vòng, within, trong vòng 24 giờ để gì? Discuss, thảo luận về đầu tư tương lai cho em nghe. Từ investment là sự đầu tư cho cô. Và cuối cùng, em nhớ câu này không? Chúng tôi mong đợi giúp bạn gì lớp achieve goal là gì, để vừa học bên kia đạt được cái goal là gì? Mục tiêu, giúp cho bạn achieve, đạt được goal là mục tiêu cho cô nha. Rồi em coi đáp án cho cô nè. Cái nào trong email stress chỉ ra đề nghị, đề xuất về cái goal này? Câu A. Cái cô Paxton là cái cô nhận cái mail của mình ấy, em. Cô ta đã yêu cầu cái thông tin gì đó từ cái công ty này. Đáp án là cô A em. Tại sao? Cô nói cho nghe nè, quay lại nè. Cô nói là gì đây? Chúng tôi đã nhận được cái inquiry là cái thư hỏi xin thông tin của bạn. Thì là bạn đã yêu cầu, bạn đã hỏi thông tin gì đó rồi. Thì mình mới trả lời bằng cái email này, hiểu chưa? Thành ra đáp án chính là phương án A. Là cô này cô đã hỏi xin thông tin gì đó rồi. Được chưa? Nhớ cái chữ này nha. Inquiry nha, là thư hỏi xin thông tin cho cô. Inquiry, thư hỏi xin thông tin. Câu A. Rồi tiếp tục 26. Cái cô person đó được instruct
được hướng dẫn làm cái gì? Instruct là hướng dẫn cho cô. Câu A là gọi cho một cái người đại diện. Có cần phải gọi cho người đại diện không em? Ngược lại sẽ là gì? Lại phải là gì? Là cái đứa cô chán ghê luôn á. Là cái người ta sẽ gọi điện thoại cho em, chị không gọi cho người ta ha. Cô B yêu cầu một cái mật khẩu tạm thời. Có cần phải yêu cầu không em? Nó tự nó cho. Nó tự nó cho đúng không? Cô C bên nhà biết yên ồn quá nè à, phải nộp một cuộc khảo sát qua điện thoại. Và cô D em nộp một cuộc khảo sát qua online trực tuyến. Con là đúng C D. À cô D em nộp trực tuyến online cho cô nha, ngay trên website mà, chứ phải là qua điện thoại ha. Được chưa? Rồi cô dặn là làm phần nào đó. À còn một bài nữa hả? Để xong nè. Tin nhắn nhà vô cho cô thẳng nội dung luôn. Xin chào, cảm ơn vì đã contact liên lạc với cái tiệm này. Tôi giúp gì đây? Xin chào, tôi cố gắng mua cái này cho cô. Từ try cộng suburb là cố gắng. Tôi cố gắng mua. Em biết mua cái gì không? À cái quần tây á, quần tây hả? Cái mã này nè. Nhưng khi mà tôi click vào cái quần đó, cái mã đó, tôi liên tục cho cô từ khiếp cộng in là liên tục nhận một cái tin nhắn gì lớp báo lỗi. Báo lỗi error. Cái đó gì lớp sorry nha. Để tôi see, để tôi xem cái đã à. Bây giờ thế này ha, tôi sẽ order cái món đồ đó cho bạn luôn. Và sẽ email cho bạn một cái gì đó, một cái thư gì đó, confirm thư gì, một cái email á. Ừ, confirm xác nhận việc mua hàng. Đặt giùm luôn, hiểu không? Confirmation xác nhận. Và tôi sẽ appreciate, nhớ nghĩa không? Appreciate. Đánh giá cao, đúng rồi. Tôi sẽ đánh giá cao, cảm kích điều đó. Có nghĩa là em có cho người ta đặt giùm em không? Có. Có, đúng không? Cứ hỏi là màu nào, size nào? Màu 10, quên màu đen, size 10. Rồi nói gì đó, tôi có thể dùng các mã số thẻ tín dụng chúng tôi có trên hồ sơ cho bạn luôn nha. Nói như vậy đó, đây là khách quen hay là khách mới? Quen. Quen, đúng không? Nói là please, ok. Cứ thoải mái đi, cứ dùng cái mã đó đi ha. Ý là tính tiền vạch thẻ. Rồi nói vậy này, tôi email cho bạn rồi nha, cái xác nhận rồi đó. Let us, cho chúng tôi biết liệu là bạn có vấn đề gì hay không. Thì hai bên cảm ơn nha, vậy thôi. Vậy câu hỏi là mình, cái cô solo này cũng liên lạc với công ty này chi vậy? Vấn đề ở chỗ cô không đặt được đồ, hiểu không? Nên cũng mới liên hệ đặt giùm cho cổ. Rồi tự chọn đi, câu gì? B. Câu B giùm cô ha, câu B. Rồi tiếp tục cho cô câu số 28. Lúc 5 giờ 8 phút, cái câu mà a bridge, ai tôi đánh giá cao điều đó là ý gì lắm? Tôi đánh giá cao điều đó. Có nghĩa là, đâu quay lại coi, nghĩa là mình đồng ý. Mình đồng ý là cô kia giúp mình, hiểu không? Đấy, mình rơi 28 chính là phương án A cho cô. Cô ta sẽ chấp nhận cái lời sự giúp đỡ đó. Được chưa? Cô dặn ở nhà làm phần, cô dặn làm phần nào đó? Cô dặn làm phần ồ vậy là cô còn nợ cái bài này hả ta? Cái bài này phần 6, phần 7 cô sửa chưa? Cô chưa sửa đúng không? Vậy là cô còn nợ phần này ha, cô nợ phần này. Rồi ok. Các bạn đánh dấu về cho cô nha, đánh dấu là các bạn làm hết phần này cho cô ở nhà nha. Các bạn làm hết cái phần 6, 7 này cho cô ha. Được chưa? Còn cái bài mà đều quan hệ lớp, cái phần ngữ pháp vậy xong chưa vậy? Phía sau á, chút xíu nữa thôi rồi cô cho nghỉ. Cái bài mà đều quan hệ cô dạy xong chưa? Phía sau á? Chưa luôn hả? Cô dạy trang mấy vậy? 110 mấy nhỉ? 117 đúng không? Cô dạy tới đâu rồi? Tới à, ừ. Rồi hôm trước lớp học, lớp nói cô nghe coi. Đại từ quan hệ là gồm những chữ nào? Đại từ quan hệ chỉ là who. Who, không biết. Đã với lại who, đúng không? Who's. Là đại từ quan hệ. Còn nhớ về trạng từ quan hệ, em có 3 từ là từ where, từ where và từ why. Là có 3 trạng từ quan hệ nha. Đầu tiên là từ when của mình ấy, lớp là khi nào mà, thì đứng sau danh từ chỉ thời gian cho cô. Ngày, tháng, thứ, năm gì đó, hiểu chưa? Tới cơ bản nơi khu đứng sau danh từ chỉ người, which đứng sau danh từ chỉ vật, thì when đứng sau danh từ chỉ thời gian. Và câu hỏi lớp mình nè, the time á, có phải là danh từ không em? The time có phải danh từ không? Có. Ừ.
nó là danh từ chỉ cái gì, chỉ người hay là chỉ cái gì? Ừ, thì nó dùng chữ when là bình thường đúng không em? Hiển nhiên mà đúng không? Đây là hiển nhiên. Nhưng mà câu hỏi là tại sao á, ở đây họ dùng từ at which, rồi họ dùng từ on which, rồi họ dùng từ in which. Vậy khi nào mới là at, khi nào mới là on, khi nào mới là in? Câu hỏi là mình nè, thông thường đứng trước thời gian dùng câu giới từ gì? Cái bài giới từ á, cái bài giới từ từ xưa giờ mình học á, thời gian dùng giới từ gì? At, đúng không? Còn cái chữ ngày, ngày là gì lớp? Ngày trong ngày thứ trong trong em á, ngày 1, ngày 2, ngày 3 hoặc là thứ 2, 3, 4 dùng câu giới từ gì? On. Còn năm dùng giới từ gì? 1995, 1990 dùng giới từ gì? In. In đó, nó quy về bài toán này cho cô, cho em nhớ cho cô nè, at which muốn gọi cho cô là phía trước mình rơi vào thời gian. Hoặc là lễ hội cho cô. Giáng sinh, năm mới gì đó, á là dùng cho cô giới từ at, đúng không? Còn on which là dùng cho cái gì? Muốn gọi cho cô ngày và thứ. Thứ hai, ba, tư cũng là những từ on mà. Còn in which muốn gọi cho cô năm, tháng, mùa, buổi. Cái mùa, em biết cái mùa là cái sao? Mùa là sao mấy đứa? Mùa ý là sao? Ý cô là sao? Mùa là gì? À, xuân, hạ, thu, đông đó là giới từ in. Còn buổi, buổi cô là gì? Đất buổi là gì? Sáng, in the morning, buổi chiều, buổi tối, in the evening, á, kiểu vậy á. Thì nhớ nha, mình dùng at, on, in, mình nhìn cái phía trước cho cô. Thời gian hay lễ hội mình chọn cho cô tương ứng giới từ ha. Tương tự nè, to where, nó cũng đứng sau danh từ chỉ nơi trốn cho cô. Được chưa? Câu hỏi là mình là tại sao cái câu này của cô á, nè, the museum á, là nơi trốn, dùng từ where là bình thường rồi. Nhưng câu hỏi tại sao dùng từ at which ở đây, bằng với at which. Rồi cái này là in which là sao, là khi nào? Khi nào mới at, khi nào mới in? Quy về bài toán giới từ cho cô. Museum nè, viện bảo tàng, sân bay, quán ăn, công viên, dùng giới từ gì? At, xuống năm, Hồ Chí Minh City, London, Paris, dùng cô giới từ gì? Việt Nam, dùng giới từ gì cô? Giới từ? In. In, cho nên em nhớ là at which xuống ngọt cho cô, là nơi chốn, địa điểm. Còn giới từ in là dùng cho cô là thành phố với lại đất nước mình ở, thành phố đất nước mình ở ha, là dùng cho cô giới từ in, in which đó. Thật ra dùng từ where là bình thường rồi, mình có thể dùng thành chữ in which hoặc là at which, nhìn cho kỹ ha, nơi chốn thì at which, còn thành phố là in which circle. Còn chữ why á là bằng cái từ for which, đơn giản thôi. Và em nhớ cho cô này, nó là trạng từ quan hệ chỉ lý do, nó luôn đứng sau the reason, lúc nào cũng vậy chứ á. The reason why, reason for which. Thì từ why ở đây của em không phải là từ tại sao, mà reason của em ở đây, chữ why đó chính là một cái trạng từ quan hệ cho cô. The reason why, vậy thôi ha. Rồi, lưu ý cho cô nè. Sao, when, where, why phải luôn là một mệnh đề cho cô. Ghi chú lại nha. Sao chữ when, chữ where, chữ why phải là một mệnh đề, chứ không được là động từ. Phải luôn là một mệnh đề cho cô, lúc nào cũng vậy hết á. Rồi, tiếp tục. Chút xíu là xong rồi, cô trang nghiệm chút xíu nữa thôi. Câu hỏi lắm mình nha. Đây, rút gọn mình đều quan hệ. Nghe cho rõ câu hỏi nè. Cái câu ví dụ này của cô nè, cái câu này nè. Chủ ngữ là chữ nào? Chủ ngữ của câu là chữ nào? Amen. Động từ chính của câu là từ nào? Động từ chính là từ phải luôn tồn tại trong câu để giúp câu có nghĩa. Is. Đúng rồi. Còn như bạn nói cô chữ này cô, cái từ mess là nằm trong cái gì đây? Nó nằm trong cái cụm gì? Mệnh đề. Mệnh đề quan hệ. Nó phải động từ chính, hiểu không? Nó là động từ phụ, nó không có tính nó nha. Cô hỏi lên mình cái câu này nè. Người đàn ông người em gặp hôm qua là bạn biết của ex của tôi. Câu này đúng nhưng mà bị dài dòng. Thì các bạn nhớ quy tắc nè. Trong mệnh đề quan hệ em có quyền rút gọn đi bằng cách như thế này. Nhìn như cô nè. Cái câu họ viết á, cái câu màu vàng này nè, là cái câu họ viết là câu chủ hay là câu bị? Hôm trước cô nói rồi, có be phút ba là cô bị, còn nếu không phải là cô chủ, đây là chủ hay bị? Là chủ động. Em rút gọn bằng cách tại vì em bỏ hết tất cả nha, em bỏ luôn đạt được quan hệ động từ, em trở về nguyên mẫu thêm in vô trực cục. Rồi viết lại câu này cô xem coi, viết lại nha, viết lại câu nó gọn hơn nè, rút gọn mà. The man nè, động từ trở về nguyên mẫu thêm in cho cô sẽ là gì? Meeting. Rồi viết lại hết. Yesterday. Rồi is my gì đó, viết lại hết cho cô. Thì đây chính là dạng rút gọn gì lắm. Mệnh đề quan hệ thể, chủ động, verb integral. Nhớ nha,
rút gọn thể chủ động thành nguyên mẫu thêm in. Cho nên khi cô hỏi là meeting là gì lớp, em trả lời cô sao? Em phải nói cô là dạng gì lớp. Tại vì verb in không thể đứng tùy tiện được, em phải nói với cô là meeting là dạng gì, rút gọn, mọi đều quan hệ thể, thể chủ động của ha, thì cô mới hiểu vấn đề của em nói được nha. Rồi tương tự cho cô làm câu số 2 đi. Rút gọn đi cho cô đi, rút gọn đi. Câu này dài quá, rút gọn đi. Viết lại y chang, the girl, viết lại. Cô gái sao nữa? Cô hỏi lớp mình, cái câu này là chủ hay bị? Em không cần hiểu nghĩa, những cách để xây dựng câu á là chủ hay bị? Chủ động. Chủ động. Thì em trở về nguyên mẫu thông in cho cô, thì trở về sao? The girl. Complaining. Complaining, đúng không? About, cái gì đó, rồi viết lại hết cho cô, the service. Rồi suốt cho cô. Rồi nên cô hỏi là gì lớp? Complaining là dạng gì đây em? Đó phải hiện tại tích diễn đâu, nó là dạng gì? Rút gọn. Mời đề quan hệ. Chủ động. Ừ, cô gái người mà phàn nàn cái chuyện đó đó, hiểu không? Rồi cô hỏi lớp mình câu này, chủ ngữ là kiểu gì? Chính là chữ cuốn sách. Động từ chính của câu là chữ nào? Động từ chính is, đúng rồi. Còn cái chỗ này của mình là mệnh đề quan hệ. Câu hỏi lớp mình nha, cách nó viết cái câu này nè là chủ hay bị? Bị. Thì em rút gọn bằng cách trở về với cô là verb 3 ed để câu nó gọn hơn. Em viết sao? Cuốn sách. The book. À, rồi đến rút gọn. Written. Rút gọn đi trở thành verb 3 written. Viết lại cô. Written by Tô Hoài. Rồi is interesting to cô. Được chưa? Rồi khi mà cô hỏi là ủa em written là cái gì em, thì nói cho cô đó là cái gì? Dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ thể bị động đó, mình phải hiểu vấn đề như vậy ha. Câu hai cô làm tương tự coi nè, mệnh đề quan hệ của em nè, rút cho cô đi, viết lại nha. We are, viết lại. We are driving on the road gì đó, đúng không? Rồi đến gì nữa, rút gọn đi cho cô. Cô này chủ hay bị? Yeah. Cô này chủ hay bị? Bị đúng không? Thì cho cô thành là chữ Built, giữ lại cho cô. Rồi in 1980 viết vô, hiểu không? Đó là xong. Rồi tiếp tục câu hỏi phía dưới nè. À, chủ ngữ của em là chữ gì? Cho nên các em nhớ nha, rút gọn của thể bị động á. À thì cô ghi sai hả ta? Bị động, cô mấy đứa ghi đúng không nhỉ? Dạ yeah, không. Không luôn hả? Cũng sai luôn hả? Nghĩa cô bị động chứ. Thể bị động là verb 3 ed. Hỏi lớp mình nè, câu này chủ ngữ của em đâu? Chính là chữ bà của em nè, grandmother. Động từ chính của em đâu? Động từ chính của câu em đâu? Đây, đúng không? Bên đây đúng không? Để suy ra cái này chính là mệnh đề quan hệ của hỏi lớp mình. Câu này chủ hay bị động? Không biết. Không biết. Tại vì ý tại sao? Từ xích là từ loại gì là tính từ. Thì khi là tính từ em đâu có biết là chủ hay bị đâu, hiểu không? Động từ thì còn xét được. Cho nên các bạn nhớ nè, khi mà họ dùng mệnh đề quan hệ của tính từ, em rút ra bằng cách là gì? Em bỏ hết, nghĩa là tính từ cho cô thôi là xong. Viết lại coi, my friend mother. Gì nữa? Giữ lại tính từ thôi là sick. Rồi never gì đó, viết lại hết cho cô, đúng không? Đó là xong. Và theo câu hỏi lớp sick là gì em? Thì nói cô là đây là dạng rút gọn mệnh đề quan hệ của tính từ cô. À, phải hiểu đến mức độ đó luôn á nha. Rồi tương tự cho cô con này xem, y chang. Anyone? Instruct in. Đúng rồi, tính từ. Rồi viết lại hết cho cô. Câu dưới nào, Mary. Mary. Responsible. Em viết lại hết cho cô viên câu này. Hết thì cô viên câu này thì responsible chính là dạng rút gọn mệnh đề quan hệ của tính từ, thì vẫn là tính từ cho cô, đi chưa? Rồi nghe cô giảng bài tập về nhà tổng hợp lại nè, làm hết thì cô bài tập này, bài tập 1, bài tập 2 và thêm mấy cái câu này nữa là làm hết cho cô, đi chưa? Và tiếp tục làm 20 câu phía trước của cái dạng đề này luôn, là trang mấy đó phía trước cho cô, cũng là cái dạng mệnh đề quan hệ này luôn. Năm mấy lớp? Năm mấy hay sáu mấy? 62. 62 ha. Các bạn nhớ nha, làm cho cô 20 câu này, thêm cho cô 20 câu này nữa nha. Rồi, với lại kết hợp cho cô nghe cô phần mấy, nghe cho cô phần 3 của test số 1. Thì thời gian của em rất là nhiều á, từ 5, 6, 7, 2. Cho nên cô giao bài tập cũng khá là nhiều nha, ở nhà tranh thủ làm đi chứ. Rồi, ngồi im đó để cô điểm danh nè.
Rồi lớp mình nhớ là thứ sáu này được nghỉ học nha. Rồi nhớ nộp bài cho cô và nhớ tập trung ôn bài ở nhà nha. Được chưa? Rồi cô dừng ở đây nha. Cô dừng ở đây nha. Dạ, bye cô. Bye mấy đứa, bye tụi em.